đến nay trên địa bàn huyện Đắc Hà thành lập 10 tổ khuyến nông cộng đồng với 89 thành viên. Ngoài ra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập thí điểm 2 tổ khuyến nông cộng đồng tại xã Đắc Ma và xã Hà Mòn với thành viên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, chủ tịch Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cán bộ khuyến nông, tri hội trưởng, tri hội nông dân và hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giám đốc hợp tác xã, tổ hợp tác. Các tổ khuyến nông cộng đồng đã tích cực chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân, tư vấn các ngành nghề sản xuất, triển khai công tác bảo vệ môi trường, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và bền vững, tư vấn thành lập, phát triển hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, quy trình tổ chức quản lý, liên kết, hợp tác, kết nối thị trường, tư vấn khởi nghiệp, lập dự án đầu tư, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình đào tạo nghề nông cho lao động nông thôn bảo tồn và phát triển các ngành nghề làng nghề truyền thống. Để phát huy hiệu quả vai trò tổ khuyến nông cộng đồng, huyện Đắc Hà tập trung nâng cao công tác chuyên môn cho thành viên tổ khuyến nông cộng đồng như đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn kỹ năng tư vấn, hướng dẫn cho bà con nông dân về các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tăng cường kết nối giữa tổ khuyến nông cộng đồng và các đơn vị chức năng, đặc biệt là trung tâm khuyến nông để cập nhật thông tin mới nhất, kịp thời hỗ trợ tư vấn cho bà con nông dân, tăng cường tuyên truyền, giới thiệu hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng đến nông dân, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất từ các hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng.